Hội nghị thường niên Hội đồng Giám mục kỳ 1 năm 2024 ngày thứ hai. Ngày làm việc thứ hai của hội nghị bắt đầu với cử hành phụng vụ kinh sáng và thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên chủ tế. Trong bốn phiên họp ngày thứ hai, hội nghị đã thảo luận về thủ tục hôn phối để biểu quyết một số quy định chung cho 27 giáo phận, góp ý đề án thành lập Trung tâm Hành Hương Kính Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam trao đổi về kế hoạch nhân sự và cơ sở của Học viện Công giáo Việt Nam, lắng nghe Ủy ban Giáo dân phúc trình về chương trình đào tạo giáo dân, Ủy ban Mục vụ Di dân phúc trình về nhu cầu kết nối mục vụ của các cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Nhật, nhu cầu mục vụ của cộng đoàn Công giáo Nhật tại Việt Nam, cũng như nhu cầu cử hành bí tích cho các tín hữu Việt Nam tại Kuala Lumpur, Malaysia xem giới thiệu chương trình đào tạo về đồng hành thiên liêng của Trung tâm Linh Đạo Y Nha Đắc Lộ dòng tên. Hội nghị cũng bàn thảo về nhu cầu truyền thông và những quan tâm về truyền thông số trong bối cảnh hiện nay. Buổi chiều, hội nghị hân hoan chào mừng Đức Tổng giám mục Mares Zalepki đến tham dự hội nghị với sứ vụ mới, đại diện thương trú của Tòa thánh Vatican tại Việt Nam đức tổng giám mục du xe đặng đức ngân đã chủ sự chầu thánh thể trước khi toàn thể hội đồng giám mục cử hành phụng vụ giờ kinh tối kết thúc ngày làm việc thứ hai